Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bão Sola đạt tốc độ trên 200 km/h, liên tục đổi hướng di chuyển. Kỷ luật người chặn xe cứu thương ở trung tâm pháp y Đà Nẵng. Xác minh clip xô xát giữa người phóng sinh cá và người chích điện ở sông Sài Gòn. Đồng Tháp, thiếu tá công an đá người say rượu gây tử vong. Trung Quốc ngơ từng cẩn trọng thế nào khi đi máy bay. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 31 tháng 8, vị trí tâm bão Sola cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 450 km về phía đông đông nam. Bão Sola hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 15, cấp 16, tương đương 167 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, cấp siêu bão, đang di chuyển hướng vào biển Đông với tốc độ 10 đến 15 km/h. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h, mạnh cấp 14, giật trên cấp 17. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, mạnh cấp 13, giật cấp 16. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, mạnh cấp 11, giật cấp 14. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 km, cường độ có khả năng giảm dần. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, sau tăng lên từ 8 đến 10 m. Trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày sắp tới, người dân sống ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể phải đối diện với tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Tại khu vực thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được gọi là khu cửa ngõ phía đông thành phố, xảy ra tình trạng chôn chân, kéo dài của hàng ngàn ô tô, xe máy. Được biết, tình trạng ùn tắc, tắc nghẽn trong ngày đã diễn ra từ sáng sớm. Lý do được đưa ra là vì sát ngày nghỉ lễ nên lượng phương tiện giao thông có nhu cầu di chuyển tăng cao, gấp nhiều lần so với bình thường. Ùn tắc giao thông không chỉ tập trung tại một khu vực mà kéo dài trên hàng loạt tuyến đường như Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Định, Mai Chí Thọ, khiến tình trạng ùn tắc giao thông trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ghi nhận vào trưa 31 tháng 8, nhiều tuyến đường trong thành phố Hà Nội đã gặp tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại khu vực đại lộ Thăng Long đã xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 1 km. Tình trạng ùn tắc kéo dài từ lối ra đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng đến ngã ba đại lộ Thăng Long và đường Lê Quang Đạo, tắc đường khiến hàng loạt phương tiện xếp hàng dài tại lối ra của đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng. Các phương tiện đều phải di chuyển rất khó khăn mới qua được tuyến đường này. Với tình trạng như hiện tại, dự báo từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn trên nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 8, lãnh đạo Trung tâm Pháp y Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Y tế Đà Nẵng về việc xử lý kỷ luật đối với ông LVG, tên viết tắt, nhân viên y công, giúp việc cho giám định viên pháp y bị tố cản xe cứu thương chở thi thể nạn nhân tai nạn giao thông về quê. Ông Dê bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, đồng thời bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng. Ông Dê là đảng viên, không giữ chức vụ. Lãnh đạo Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho rằng, ông Dê đã vi phạm thông tư 07 về quy định, quy tắc ứng xử của công chức viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, ông Dê cũng vi phạm nhiệm vụ khi đóng cổng, gọi xe cứu thương khác tới chở thi thể. Cũng theo lãnh đạo trung tâm, ông Dê là người duy nhất liên quan trực tiếp đến sự việc cãi cọ chặn xe cứu thương xảy ra vào tối mùng 7 tháng 8. Sau vụ việc, gia đình nạn nhân cũng đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật với ông Dê. Trước đó, một nạn nhân nữ gặp tai nạn giao thông tại Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 8, thi thể được đưa về Trung tâm Pháp y Đà Nẵng. Sau đó, người nhà nạn nhân tới nhận phản ánh nhân viên tên Dê của trung tâm cản trở xe cứu thương vào đưa thi thể về quê ở Hải Dương. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 31 tháng 8 cho biết, anh ZVZ, tên viết tắt 26 tuổi, ngụ tại Bình Dương, đã không qua khỏi sau 2 ngày điều trị tích cực. Anh Z là nạn nhân trong vụ nổ ở phòng trọ tại Bình Dương xảy ra hôm 29 tháng 8. Thời điểm nhập viện, anh Z bị bỏng lửa 80% diện tích cơ thể. Các bác sĩ lập tức tiến hành điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy cho người bệnh. Thời điểm đó, bác sĩ Hiệp nhận định khả năng cứu sống là rất nhỏ do tình trạng bỏng sâu kèm theo bỏng hô hấp.
Sau 2 ngày điều trị, anh Dê đã tử vong. Trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 8, người dân sống xung quanh dãy trọ trên đường ZL15 thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Khói đen bốc ra nghi ngút từ một phòng trọ ở cuối dãy. Lúc này, anh Dê cố bỏ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng. Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm xảy ra sự việc, các phòng trọ bên cạnh không có người nên không có thêm thương vong. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có mặt ngay tại hiện trường và phối hợp với các lực lượng tiến hành làm rõ nguyên nhân. Đại diện Ủy ban nhân dân phường 13 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8 cho biết đã cử lực lượng chức năng xuống địa bàn xác minh và xử lý theo quy định về nội dung clip xô xát được cho là giữa một nhóm người phóng sanh cá và một nhóm chích điện cá phóng sanh đang lan truyền trên mạng. Trong clip, một số người thả cá phóng sanh ở bờ sông Sát Chùa nhân ngày rằm tháng 7, còn một số là người dùng chích điện vợt lại cá vừa phóng sanh. Sự việc được cho là xảy ra vào tối ngày 30 tháng 8 tại bờ sông thuộc khu vực phóng sanh thả hoa đăng chùa Diệu Pháp, phường 13 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, một người đàn ông mặc áo trắng bị một thanh niên mặc áo đen đè xuống sông, hai người xảy ra xô xát. Thế vậy, một thanh niên trên tay đang cầm mái chèo lao vào ứng cứu nhưng bất thành. Chưa dừng lại, người đàn ông mặc áo trắng lên bờ rồi cùng người dân dùng đá ném về phía các thanh niên đang ở dưới sông. Nhiều người dân cho biết mâu thuẫn xuất phát từ việc người dân đến thả cá phóng sanh thì bị một số thanh niên đi ghe dùng bình điện xịt cá. Sau đó xảy ra sự việc nêu trên. Hôm nay 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi, 31 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2014, sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành tài chính ngân hàng, Vi xin vào làm việc tại phòng tổ chức hành chính, công ty cổ phần xây lắp An Giang. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2020, thì Vi bị công ty cho nghỉ việc từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 do cần tiền để trả vốn lãi cho người khác và tiêu xài cá nhân. Vi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian công tác tại công ty cổ phần xây lắp An Giang, Vi biết được công ty đang thực hiện các dự án phân lô bán nền tại khu dân cư Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước và khu dân cư đường Lý Thái Tổ, nối giải tại phường Mỹ Phước và phường Mỹ Xuyên, thành phố Long An, tỉnh An Giang. Do đó, Vi đã tự đưa ra những thông tin không có thật về việc công ty cổ phần xây lắp An Giang giao cho Vi có nhiệm vụ nhận tiền khách hàng đăng ký mua các lô nền tại hai dự án trên. Để tạo tin tưởng, Vi còn đưa cho các bị hại xem sơ đồ vị trí lô nền để họ tin tưởng, rồi đặt cọc trực tiếp cho Vi hoặc chuyển khoản vào các số tài khoản của Vi tại một số ngân hàng. Tổng cộng, Vi đã lừa chiếm đoạt 68 tỷ đồng và 2.000 USD của 11 người. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 31 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Thanh Hòa, cựu phó trưởng Công an xã về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, tối ngày 28 tháng 8, ông Trần Văn Đảm, 57 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, nhậu say và gây mất an ninh trật tự nên người dân địa phương gọi điện báo Công an xã Tân Thành B. Tiếp nhận tin báo, Thiếu tá Hồ Thanh Hòa, phó trưởng Công an xã đến thuyết phục và mời ông Đảm về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, ông Đảm có lời nói lớn tiếng, chửi mắng lực lượng công an xã. Không kiềm chế được bản thân, nên Thiếu tá Hòa đá vào người ông Đảm rồi bỏ ra ngoài. Lát sau, Thiếu tá Hòa thấy ông Đảm nằm bất tỉnh, co giật, nên chở đến trạm y tế cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Hòa đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngày 30 tháng 8, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thiếu tá Hồ Thanh Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa có quyết định truy tìm đối với Trần Văn Tân, 42 tuổi, thường trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, tạm trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông Nguyễn Huỳnh Tê, tên viết tắt 42 tuổi, ngụ tỉnh Long An, đã có đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra về hành vi nêu trên của Trần Văn Tân. Tuy nhiên, qua điều tra, hiện không rõ Tân đang làm gì, ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng khi thấy Trần Văn Tân ở đâu thì thông báo ngay cho đội 8 phòng cảnh sát hình sự, địa chỉ tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM để phối hợp xử lý. Công an tỉnh Sơn La ngày 31 tháng 8 cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1982, ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La ra đầu thú. Công an xác định Đỗ Văn Khoát bị truy nã theo quyết định số 02 QĐTN DTTH
ngày 4 tháng 8 năm 2023 của Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La về tội đánh bạc. Sau một thời gian được gia đình và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, đến tối 30 tháng 8, Đỗ Văn Khoát đã tự nguyện đến đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hiện nghi can Khoát đã được bàn giao cho Công an huyện Yên Châu xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện thu giữ khoảng 150 bình khí N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Ba Đình phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển các bình khí cười N2O vào đêm khuya trên tuyến phố Đội Cấn. Từ đầu mối này, các trinh sát thuộc đội cảnh sát kinh tế Công an quận Ba Đình đã tiếp tục khai thác và mở rộng. Đến khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2023, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính tại ngôi nhà ở ngõ 218 phố Đội Cấn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trong ngôi nhà có khoảng 150 bình khí N2O. Địa điểm này được TVC, tên viết tắt, sinh năm 1980, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thuê làm kho. Bước đầu, anh TVC khai đã thu mua số bình khí N2O trôi nổi trên thị trường, sau đó bán lại cho khách để kiếm lời. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 389 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh chế biến nông sản Gia Hưng, địa chỉ tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh có bày bán hơn 2.000 sản phẩm, thực phẩm là chân gà, cánh gà, cổ vịt và 1.960 chiếc bánh trung thu. Toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài, hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 24.980.000 đồng. Đội quản lý thị trường số 24 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. 6 ngày sau khi ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay, ngày 29 tháng 8, ông đã được chôn cất tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố Saint Petersburg, Nga. Chiếc máy bay chở ông trùm Wagner gặp nạn là một trong số những máy bay tư nhân được ông trang bị thiết bị phát điện do thám, cửa sổ thông minh điện tử có màu và ghế bọc da màu trắng. Tờ Wall Street Journal cho biết, ông Prigozhin luôn tìm cách né tránh loạt lệnh trừng phạt và lệnh truy nã ngày càng nhiều. Do đó mà các máy bay chở ông trùm Wagner thường xuyên tắt bộ thu phát và biến mất khỏi màn hình theo dõi máy bay. Các thành viên tổ bay được cho là mang hộ chiếu giả sẽ xem lại danh sách hành khách ngay trước khi cất cánh. Sau đó sẽ dùng hệ thống phát thanh kiểm soát không lưu giữa chuyến bay để thông báo về sự thay đổi đột ngột về điểm đến. Ông Prigozhin đôi khi di chuyển giữa hai hoặc ba máy bay khác nhau trong các chuyến bay một chiều tới các nước châu Phi, nơi Wagner có hợp đồng bảo vệ các nhà lãnh đạo và chính quyền quốc gia đó. Trước khi hạ cánh, trùm Wagner sẽ hỏi phi hành đoàn xem nhân viên mặt đất sẽ tương tác gần như thế nào với máy bay. Ngoài ra, ông trùm Wagner còn thường xuyên cải trang trong các cuộc họp hoặc đang ở trên đường băng để phòng trường hợp bị đe dọa bắt giữ. Tối 30 tháng 8, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo trong đợt diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật theo kịch bản nhằm vào các mục tiêu trên khắp Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn KCNA, đợt diễn tập nhằm phản ứng lại các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Triều Tiên, quân đội nước này đã tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng các cuộc tấn công hủy diệt vào các trung tâm chỉ huy lớn và các sân bay hoạt động của quân đội Hàn Quốc. Bộ Tổng tham mưu cho biết, đơn vị tên lửa đã bắn hai tên lửa đạn đạo và thực hiện sứ mệnh tấn công hạt nhân một cách chính xác. Quân đội Hàn Quốc ghi nhận rằng Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vài giờ sau khi Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B tham gia các cuộc tập trận trên không cùng đồng minh. Vụ phóng tên lửa nói trên diễn ra một ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận chung lá chắn tự do Ulchi kéo dài 11 ngày, theo hãng tin Reuters. Theo tờ Bangkok Post, ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Đảng vì nước Thái, ông Chonan Srika đã tuyên bố từ chức, giữ lời hứa mà ông đưa ra lúc vận động tranh cử. Trong cuộc họp báo tại trụ sở Đảng vì nước Thái tối 30 tháng 8, ông Chonan nhắc lại rằng vào ngày 28 tháng 4, khi vận động tranh cử, ông đã hứa sẽ từ chức nếu đảng của ông liên minh với đảng Palang Pracharat do quân đội hậu thuẫn. Giờ đây, Đảng vì nước Thái đã lập liên minh 11 đảng, trong đó có hai đảng liên kết với quân đội, nên ông tuyên bố từ chức. Ông Chonan giải thích rằng thời điểm hiện tại là thích hợp để ông từ chức vì việc lập liên minh đã hoàn tất. Ông Chonan nói thêm rằng việc ông từ chức chủ tịch đảng sẽ không ảnh hưởng đến tư cách nghị sĩ của ông. Theo Bangkok Post, nhiều người dự đoán ông Chonan sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế trong nội các mới. Theo đài Al Jazeera, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở Johannesburg
thành phố lớn nhất Nam Phi vào rạng sáng 31 tháng 8, đã khiến 52 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Ông Robert Mulaudy, người phát ngôn của cơ quan dịch vụ khẩn cấp Johannesburg cho biết, hoạt động tìm kiếm nạn nhân khắc phục hậu quả đang được tiến hành và có khả năng số người thiệt mạng sẽ tăng lên. Theo hãng tin AP, phần lớn ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng tại hiện trường vụ cháy, khói đen vẫn còn bốc lên từ các cửa sổ tòa nhà. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!